ôi, 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 ôi. Thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh ghi lại cảnh một tài xế lái ô tô tông thẳng vào hai thiếu nữ mà báo Thanh Niên đã đưa tin. Ngày 25 tháng 11 năm 2022, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Nguyễn Hải Đăng, 23 tuổi, trú huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, để điều tra về hành vi giết người. Nguyễn Hải Đăng là người lái ô tô tông vào hai thiếu nữ, khiến một người chết và một người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 11, Nguyễn Hải Đăng nhận được điện thoại của Vũ Quốc Toản, 24 tuổi, trú huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, thuê chở xuống tỉnh Vĩnh Phúc để đón người. Sau đó, Nguyễn Hải Đăng cầm lái xe ô tô nhãn hiệu Vios đón Vũ Quốc Toản và Đặng Tiến Sơn, 22 tuổi, trú huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đến xã Quang Sơn, thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, để đón bạn của Toản. Khi đến xã Quang Sơn, nhóm của Nguyễn Hải Đăng bị một nhóm người đi trên hai xe ô tô chặn đường. Trong đó, một xe có 5 người và một xe có 4 người. Sợ bị đánh, Nguyễn Hải Đăng quay xe đi theo hướng tỉnh Tuyên Quang. Đến 5 giờ 20 phút cùng ngày, khi đi đến cây xăng số 44 tại thôn Lõng Khu thuộc xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, cách địa điểm bị chặn xe khoảng 8 km, Nguyễn Hải Đăng dừng lại mua xăng nên hai ô tô phía sau đã đuổi kịp. Sau đó, nhóm trên hai xe ô tô xuống chặn xe của Đăng. Nguyễn Hải Đăng cho xe lùi về phía sau. Lúc này, Đoàn Thanh Thùy, 17 tuổi, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và Phạm Thị Ngọc Anh, 16 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, rời khỏi xe ô tô chạy đuổi theo, rồi nhảy lên nắp capo xe của Nguyễn Hải Đăng. Đăng lùi xe và nhấn ga tiến về phía trước để bỏ chạy. Phạm Thị Ngọc Anh và Đoàn Thanh Thùy ngã xuống đất, bị xe ô tô của Đăng chèn qua người. Sau đó, Phạm Thị Ngọc Anh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến 8 giờ cùng ngày thì tử vong. Đoàn Thanh Thùy thì bị thương nhẹ. 9 giờ 50 phút cùng ngày, Nguyễn Hải Đăng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức của chúng tôi.